Kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như thành viên vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam. Trong sự nhân在参加,精心的一幕戏,谁作故事,用最新报告,编造了万分惊喜,谁演出,谁筹划结局,主宰的可是你,同去发掘,互证真与伪,演活着内心的戏。 共在每天花心机,以勇气追追追,一再斗志,寻求预计结果,未说放弃,到最终一杀主角还是你。莫为半点的伤悲,盼你奋起急追,真相揭破,原来极美,让我看你,多动人一幕戏。 Ý, Bô Ly, trở lại trên vậy sao? Sao hả? Nhớ anh hả? Đừng có đụng vào tôi. Em sao vậy? Sao anh lại giết chết Annie? Sao em lại nói như vậy chứ? Em điên rồi hả? Tôi điên rồi. Anh đừng có gạt tôi nữa. Sự dối trá của anh đã bị cảnh sát vạch trần rồi. Hôm đó anh lái xe theo dõi cổ tới thôn Đặng Gia, tìm cơ hội ra tay giết cổ diệt khẩu phải không? Anh không có giết cổ đâu. Em đừng nghe cảnh sát họ nói mà. Họ muốn hại anh thôi. Em tin anh đi có được không? Tôi tin anh. Tin anh xém chút nữa thì hại tôi thân bại danh liệt. Anh kêu tôi tin anh sao? Không phải đâu, Bolly à. Nghe nói đi mà. Đừng có đụng vào Bolly. Tôi. Đừng có đụng vào Bolly tôi. À, nghe nói đi đừng mà. Đừng đụng vô tôi Bolly mà. À. Tránh ra đi. Đừng em đụng vào tính tôi. Đã. Anh. Có phải anh muốn giết chết tôi không? Em nghe nói đi. Làm sao vậy chứ? Hôm đó cổ hết là tiền tới lượng khác uy hiếp anh. Nói là nếu không có 500 ngàn, cổ sẽ nói cho ông chủ biết đó. Cho nên anh đã theo dõi cổ. Sao nó giết chết cổ? Anh nói là không có giết cổ rồi mà. Anh chẳng qua muốn thuyết phục cổ. Anh biết hôm đó cô hẹn người ta thôn Đặng Gia. Anh muốn lái xe đi đón cổ. Ai cần càng lái thì càng xa. Thì ra nó chạy lộn đường lên núi luôn đó. Chú hả? À, cho hỏi thôn Đặng Gia ở đâu vậy? Ờ, à, cậu lộn đường rồi. Đi thẳng đường này nè, đến chân núi quẹo trái là tới. Dạ, cảm ơn chú. Anh đi. Lại là anh. Anh tới đây làm gì chứ? Có gì lên xe rồi nói đi. Ở đây đón xe khó lắm đó. Sao hả? Đạo cụ của ông thầy Quang có thích hợp không? Ai mà cũng quan tâm tới chuyện công ty sao? Annie à, cô dư cao đến khẽ đi, tha cho tôi lần này. Một tuần thôi, tôi đảm bảo một tuần chắc chắn sẽ bù lại số tiền đó. Một tuần hả? Đâu cần chứ, bán lại chiếc xe là có tiền chứ gì. Nếu không thì đi dỗ ngọt bà Ngô đó của anh đi. Dạo này ông Ngô canh chừng chặt chẽ lắm, cô Ly không thể có một lúc được nhiều tiền như vậy. Vậy thì càng tốt, trực tiếp đến từ chỗ ông Ngô đi. Dù gì hai người cũng dùng chung một bà vợ, ổng nhất định sẽ bảo bọc cho anh. Annie à, nói chuyện đừng có tuyệt tình như vậy chứ. Đúng không, dời nước dời. Nè nè, mẹ cô kìa. Annie, Annie, Annie à, Annie, Annie, Annie.
Cái câu chuyện là như vậy đó. Chỉ như vậy thôi sao? Vậy thi thể đâu? Điều này anh không hiểu. Anh không hề chôn giấu thi thể. Sau đó anh còn báo chí, cứ như không hề có chuyện gì xảy ra vậy. Cảnh sát cũng xử lý theo vụ án mất tích. Anh cũng là không hiểu gì hết. Chuyện đó tôi cũng biết bịa. Anh kêu tôi làm sao tin anh đây? Molly à, như vậy anh nói là thật hết đó. Em tin anh đi. Nói tóm lại là anh là vì vấn đề tiền bạc mà đi giết người. Tôi nói cho anh biết, sau này khi ra tòa, anh tuyệt đối đừng kéo tôi theo. Tôi đã cho anh rất nhiều lợi ích rồi. Anh cũng nên báo Molly đáp à, một chút nói chứ. Đi, Molly à. Như vậy anh nói là thật đó, Molly à. Anh đọc kỹ biên bản xem có vấn đề gì không, sau đó thì ký tên vào đi. Sếp à, tôi thấy tất cả những gì tôi nói đều là sự thật đó. Tôi không phải cố tình bỏ Annie ra khỏi xe đâu. Tôi không biết gì hết, tôi không chôn xác mà. Trên khẩu cung đã ghi rất rõ ràng tất cả những gì anh vừa mới nói. Nên sau khi anh ký xong đưa vào phòng tạm giam. Yes sir. Nè, rốt cuộc điều tra được gì rồi? Nè, khoan hãy nóng vội đã. Từ từ nghe tôi nói. Nè, Peter đã thừa nhận với phía cảnh sát hôm đó anh ta thực sự có chở qua Huệ Phấn, cũng thừa nhận từng xảy ra tranh cãi với Huệ Phấn. Chỉ là khi anh ta quẹo cua, vô tình làm cho Huệ Phấn bị văng ra ngoài. Hèn chi trên người cổ có nhiều vết thương tới vậy. Nè, vậy bây giờ cảnh sát chính thức khởi tố Peter tội mưu sát chưa? Vẫn chưa đâu, bởi vì Peter không hề thừa nhận là anh ta giết người chôn xác. Chỉ là chiếc xe của anh ta khi đang quẹo cua, vô tình làm cho Huệ Phấn bị văng ra ngoài. Nhìn thấy Huệ Phấn không cử động, anh ta tưởng cổ đã chết. Trong lòng rất sợ, tưởng là đã ngộ sát chết người, lái xe bỏ chạy. Anh ta nhất định đang nói dối. Huệ Phấn bị văng ra ngoài, anh ta sợ Huệ Phấn không chết cho nên quay lại giết chết cổ, anh ta chắc chắn là hung thủ. Cũng không thể nói như vậy được, bởi vì không có chứng cứ mà. Cho nên bây giờ không thể nói Peter giết người chôn xác, cũng không thể xác định rốt cuộc là ai giết người chôn xác, càng không biết là ai đã lấy hết nữ trang trên người của Huệ Phấn đi. Nè, có khi nào là người đi ngang qua nhìn thấy thi thể cho nên lấy hết nữ trang trên người cổ đi? Có thể là bọn trộm cắp gì đó, có thể không? Nếu như tôi tra án đột ngột qua đời, người qua đường có khi nào chôn cất tôi không ha? Nếu cô là bọn trộm cắp còn không mau bỏ chạy sao? Cô à, lấy đồ đạc xong rồi còn không bỏ chạy, có cần phải lập mộ bia thắp ba cây nhang rồi lại mới đi không? Nghiêm túc một chút đi. Tôi còn muốn nhắc nhở cô, hôm đó John cũng đã đi gặp Huệ Phấn. Nè, John cũng đã thừa nhận với cảnh sát hôm đó vốn là muốn quay lại để dỗ ngọt Huệ Phấn, nhưng mà thái độ của Huệ Phấn thực sự rất quyết liệt. John vì tức giận đã bỏ lại Huệ Phấn ở trên núi rồi lái xe đi mất. Không được, không thể là John được. John không thể máu lạnh như vậy giết chết người trong lòng mình yêu thương. Trước khi chưa có chứng cứ gì chứng minh ai là hung thủ thì bất kỳ người nào cũng có khả nghi hết. Vậy cũng có thể nói là Huệ Quyên rồi. Có thể Huệ Quyên ở phía sau Huệ Phấn đợi cơ hội giết chết cổ thì sao? Nếu vậy thì cũng có thể nói là tôi không đi làm đi giết Huệ Phấn rồi. Cô còn suy nghĩ lung tung thì thức tới trời sáng cũng không nghĩ xong. Nè, nghĩ cách cho mình thư giãn chút đi. Nếu như tôi chưa tìm được tên hung thủ thật sự thì tôi không thể nào thư giãn được. Hay là đi coi phim đi, thư giãn một chút ha. Được thôi. Cô nói thật hả? Ừ. Lần sau đi. Nè, nói ra được thì phải làm được, không làm được thì đừng có nói ra. Này cô ơi, mở cửa giùm con. Cô đang làm việc mà, con không có tay mở cửa sao? Có chứ, tay của con đang rút bài nè. Gian lận có phần cậu. Còn đỡ hơn anh. Tôi vừa mới ù bụng dáng đó thôi. Ù cái móc xì. Thì cũng ù mà. Ê, Nhất Chính. Cảm ơn. Cho bốn người vừa đúng một bàn. Mũi cậu thính thiệt, hôm nay chúng tôi đã vòng tròn đó. Cậu còn dám nói, biết rõ hôm nay tôi được nghỉ cũng không gọi tôi tới. Cậu dám nói nữa. Nè, từ cậu chui đầu vô lưới đó nha. Nè, tăng chức lâu vậy rồi còn chưa rửa lon đó nha. Bữa tối hôm nay đi ăn hải sản cậu mời á. Đừng có nghe nó. Nè,
Bữa cơm này là chị Ngọc chúc mừng cho cậu. Cảm ơn chị Ngọc. Muốn uống gì tự lấy đi, tôi vô trong rửa cua được nha. Được rồi, không cần tiếp đẩy nữa. Vô là làm luôn con cá đó. Nè, tới anh rồi đó. Anh hai, nhanh lên đi. Ủa, cái gì mà hôi chứ. Sao vậy? Ai thắng đây? Tôi và Tử Phong tạm thời đang dẫn đầu đó. Ý sếp Dương à, sếp đang hên đó. Ngồi xuống đây đi, lấy hên của sếp. Ê, không được, không được. Nó tới giận may, không được đâu nghe. Sếp Dương đừng có giúp ảnh, nếu không thua tôi đổ thừa sếp đó. Sợ cậu sao? Ăn cái đầu cậu đó, lấy của cậu vô đi. Sao hả? Nếu có đèn bạc thì đỏ tình thôi có đúng không? À, đúng rồi, xem chút nữa thì quên mất câu này. Ngẫm nghĩ thì cũng có lý. Được, quyết định ngày mai bỏ cô ấy. Thôi cậu đi, toàn xạo sự không à. Phải đó. Sao không dẫn tới cho chúng tôi làm quen một chút đi? Cho mấy cậu gặp dễ dàng vậy sao? Nói cái tình đang nghe thử cũng được mà. Không được, nói không được không được. Nè, tôi nói cho mấy người biết, cậu chính thích nhất là tranh cãi với tôi. Hễ mà biết được tên của bạn gái tôi thì nhất định sẽ về nhà tra cứu sổ điện thoại. Không phải chứ, anh thừa khai từ khi nào lại trở nên không có lòng tin tới như vậy hả? No, 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 đây không phải là vấn đề có hay không có lòng tin. Quan trọng là chúng tôi đã là anh em quá tốt rồi, tình cảm tốt như vậy. Cậu ấy biết rõ là không bằng tôi, lại cứ muốn chen chân vào. Sao không cho cậu ấy một con đường lui chứ? Con người của cậu giỏi nhất là nói dốc. Cậu đừng có nói nữa, nếu như là thật á, thì hôm nào đó dẫn anh em tới đó thử đi, có phải không? Chị biết nói dẫn tới cho gặp thử đi. Được rồi, không nói với mọi người nữa, tôi đi gọi điện thoại đây. Gọi cho bạn gái hả? Nó đánh bài đi. Nè, đánh đi chứ. Người ta gọi cho má thôi mà. Tưởng là bạn gái thiệt sao? Cậu thiệt là ngây thơ. Alo, là anh đây. Phải đó. Được rồi, vậy lát nữa gặp. Bye bye. Nè nè, anh Nhất Chính à, ở nhà chúng tôi gọi điện thoại đường dài sang Canada hả? Mỗi phút thêm đồng tư nha. Bạn gái sao rồi, khỏe không? Anh muốn nói sao tùy anh. À phải rồi, tôi không có ăn cơm ở đây nữa. Tôi đã có hẹn. Cậu hẹn người đẹp rồi hả? Thì hết biết luôn đó. Sếp Dương à, sếp tiếp tục đóng kịch đi nha. Ủa, nè, Nhất Chính đâu? Hẹn má cô ấy đi ăn cơm rồi. Má cô ấy không phải ở Canada sao? Hẹn má nuôi không được sao? Nè, giả sử Peter nói dối với anh thì có thể sau đó anh ta cầm cục đá đập chết Huệ Phấn. Nhưng giả sử anh ta không nói dối, cũng tức là thật sự lái xe bỏ đi mất. Vậy thì John và Huệ Quyên là đáng nghi ngờ nhất. Nhưng tôi thực sự không tin là John là giết chết Huệ Phấn. Sao vậy? Sao cô lại biết nhiều tới vậy? Sở trưởng cảnh sát là ba nuôi của tôi mà. Tôi không có nói cho anh biết hay sao? Tôi quên mất là anh từng nói sau khi tan ca không thích bàn chuyện công việc. Nè, ăn đồ đi. Thực ra thì ở Hồng Kông ăn món Nhật Bản thật là đắt. Nếu là ở Vancouver, 100 đồng Canada có thể ăn tới cô đi không nổi luôn. Tôi lại chưa từng đi Vancouver. Người nhà của tôi tất cả đều đã di dân tới đó rồi. Nếu có thời gian dẫn cô qua đó chơi. Ừ, được. Muốn ăn thêm món gì nữa không? Được đó, tôi muốn ăn thêm canh cua. À, cô nói xem có khi nào là giống như lần trước trúng giải thưởng lớn không? Ừ, nếu lại tặng con gấu bông lớn thì tốt quá, có thể thành cặp thành đôi rồi. Tới rồi kìa. Hả? Mày nói cho tao biết phải làm sao. Không tới thì thôi, hễ tới thì lại tới hai người luôn à. Mày nói phải làm sao đi. Trời, thảm rồi thảm rồi. Sao hả? Chết cậu rồi. Nói nhảm hả? Mộng mơ sao? Nè, cậu làm cái gì vậy? Sao có thể trốn ở bên ngoài nghe lén người ta nói chuyện chứ? Gì chứ? Cái gì mà trốn ở bên ngoài nghe lén hả? Là tự cậu lẩm ba lẩm bẩm đến nỗi ai cũng nghe hết á. Xuyên lên đến chín tầng mây luôn. Sao vậy? Có chuyện gì? Hả? Tôi đứng lâu vậy cũng không phát hiện. Nè, cái gì mà hễ tới thì lại hai người? Nói nghe thử đi. Làm gì có. Lại không chịu nói sao? Hay là như vậy? Tôi không cười cậu là được chứ. Nói đi. Vẫn không chịu nói hả? Không chịu nói đúng không? Vậy thì tôi dùng chiêu đó cho đến khi cậu nói mấy thôi. Cậu nói không? Tôi nói không? Nói không? Nói không? Nói không? Nói nào? Nói không? Không nói. Không nói là tôi xuất chiêu đó. Nói. Tôi có nằm mơ cũng không ngờ là bây giờ hình như có hai người đang theo đuổi tôi. Cái gì vậy? Tôi thấy không phải cậu đang nằm mơ mà là tôi nằm mơ. Ngay cả nằm mơ tôi cũng không ngờ là
Cậu lại biết kể chuyện cười tới như vậy. Thì là mắc cười sắp nè, rồi. Cậu đã hứa là không cười người ta mà. Xin lỗi nha, tôi đã cố gắng hết sức để nhịn rồi đó, nhưng mắc cười quá. Trời ơi, cậu nhìn cậu kìa, cậu cũng có thể cùng lúc có hai người đàn ông theo đuổi. Vậy thì trên đời này còn có phụ nữ nào không có người theo đuổi? Trời, đau bụng quá, đau bụng quá. Đi ngủ sớm đi, có lẽ thật sự có thể mơ được giấc mơ này đó. Hai người phải không? Một người là cậu, còn một người có phải là nhân viên quản lý ở dưới lầu hay không vậy? Hôm nay anh ta có lên tìm cậu đó, thu phí quản lý đó. Ôi trời ơi. Thôi mặc kệ đi, chúng ta tiếp tục trò chuyện. Lần nào cũng vậy hết à. Anh Căng, có người tìm anh kìa. Ai tìm tôi? Lại mở xong à? Theo như lời của cổ Căn nói, vào ngày 28, khoảng 2 giờ, anh ta xảy ra tranh chấp với Quan Huệ Phấn. Quan Huệ Phấn đã dùng sức đẩy tay của anh ta ra, và chiếc đồng hồ trên tay của cổ Căn cũng như vậy bị Quan Huệ Phấn làm rớt xuống đất. Sau khi anh ta đeo đồng hồ lại, thì quay vào trong nhà ở cùng với đàn Bạch Đệ. Anh ta nói khoảng độ 3 giờ thì nghe thấy trưởng thôn quay về. Nè, vấn đề là ở ngay chỗ này. Theo như lời của cổ Căn nói, hôm đó trưởng thôn về sớm hơn thường ngày 1 tiếng đồng hồ. Trước giờ trưởng thôn về lúc 4 giờ. Anh ta nói nhớ rất rõ, anh ta từng có đồng hồ là 3 giờ. Còn Đặng Bạch Đệ không đeo đồng hồ, căn nhà đó cũng không có đồng hồ treo tường. Cho nên cổ Căn tưởng là thời gian mà mình bị xe của Hà Trạch Sương đụng phải là khoảng độ 3 giờ 10 phút. Nhưng mà thông tin mới nhất thì sao, đổ thật. Có mấy người dân khẳng định là hôm đó trưởng thôn cũng giống như là mọi khi 4 giờ đánh mặt trượt xong thì lúc đó mới đi. Nhưng mà mọi người đều không ngờ được là đồng hồ lúc rớt xuống đất thì đã ngừng chạy rồi. Cũng tức là nói, thời gian trưởng thôn trở về nhà đúng là 4 giờ. Và thời gian mà cổ Căn bị xe của Hà Trạch Sương đụng phải cũng khoảng độ 4 giờ. Hà Trạch Sương cho lời khai, sau khi cãi nhau với nạn nhân xong khoảng 3 giờ thì lái xe xuống núi đụng trúng cổ Căn, là đang nói dối. Đúng vậy, bây giờ chúng ta đi tìm Hà Trạch Sương xem ta giải thích thế nào. Yes, yes sir. Cô vô ngồi một chút đi, tôi nhanh lắm. Có nhầm lẫn không vậy? Đây là con gấu nhỏ mà Huệ Phấn thích nhất đó. Cái này hả? Là móc chìa khóa có thể ghi âm được. Anh cho anh tặng đó. Tôi thì tặng cho ảnh một cái móc chìa khóa hình viên đạn. Để cô xem. Cô làm gì đó? Hả? Tôi lấy thêm ít đồ là có thể đi rồi. Hả?
Mặt dây chuyền là của Huệ Phấn. Trước đây cổ đã tặng cho tôi đó. Không thể nào. Một ngày trước khi Huệ Phấn chết tôi còn thấy cổ đeo nó. Là anh, là anh đã giết chết Huệ Phấn. Cô nói cái gì vậy? Chính là chỗ này. Không có ai ở nhà. Cậu gọi cho ai vậy? Cô tới nhà Quan Huệ Quy. Anh đừng có qua đây. Không phải tôi giết đâu. Tên tôi đi mà. Không phải tôi giết đâu. Không phải tôi giết đâu mà. Không phải tôi giết đâu. Không phải mà. Không phải tôi giết đâu. Chị Quy là anh ta giết chết Huệ Phấn. Mà báo cảnh sát đi. Không phải cố ý đâu. Không phải tôi đâu. Tên tôi đi. Không phải tôi giết đâu mà. Alo, cứu mạng. Cứu mạng đi. Alo. Xảy ra chuyện gì vậy? Lập tức tới nhà Quan Huệ Quy. Bao lâu? Chị hại tôi mất Huệ Phấn. Là chị. Tôi phải giết chết chị. Nè. Tôi không phải cố ý đâu. Tên tôi đi mà. Tôi không cố ý mà. Tên tôi đi, tôi không có. Alo, tôi muốn báo cảnh sát. Cảnh sát chưa có đài 2, over. Đội 2 ngay đây, nói đi. Quan Huệ Quyên gọi tới trung tâm báo án. Nó là 10 phút trước cô bị Hà Trạch Sương đánh ngất xỉu. Và bà của cổ Lâm Xuyến cũng nghi ngờ là bị nghi phạm đưa đi. Over. Lập tức thông báo các đơn vị. Lưu ý xe của nghi phạm rất có thể là một chiếc xe Nhật màu xanh lam. Biển số xe là Delta 4511. Có bất cứ tin tức gì lập tức thông báo cho đội 2. Over. Cô có thể nói lên tiếng giúp không? Cái gì Quyên? Hả? Cái gì? Alo. Để tôi. Alo. Alo, tôi là Quan Huệ Quyên. Cô là Quan Huệ Quyên. Phải đó, nhanh chóng thông báo cho Diana, nói là Lâm Xuyến vừa mới bị người ta bắt đi rồi. Cái gì? John, anh muốn đưa tôi đi đâu vậy? Nè, John, anh tha cho tôi đi. Anh không thể, đã sai lại càng sai. Tôi không sao. Tôi không biết mình làm cái gì sai nữa. Lâm Xuyến à, cô có biết không? Ngày hôm sau tôi cố tình muốn chu tội với cổ. Hai người lại cãi nhau với cổ. Tôi đúng là không nên bỏ lại một mình cổ trên núi. Cho nên tôi quay lại tìm cổ. Sao vậy Quỳ Phấn? Em có sao không vậy? Xe bỏ vô này. Hả? Quỳ Phấn à, trả lời anh đi. Quỳ Phấn, sao lại bị như vậy? Sao em lại ở chỗ này? Không sao lại như vậy chứ? Có anh rồi, không sao đâu. Anh đi đi, tôi không muốn gặp anh nữa. Anh là tên khốn kiếp, anh đi đi. Quỳ Phấn à, bình tĩnh một chút đi. Anh tránh ra. Bình tĩnh một chút đi em. Anh là tên khốn. Quỳ Phấn à, tránh ra đi. Anh nhìn bộ dạng của mình kìa, giống cái gì chứ? Dù tôi có ế chồng cũng không lấy anh đâu. Chuyện ngốc nghếch nhất của tôi trong cuộc đời này chính là mất thời gian cho anh. Anh có biết không hả? Sau này tôi không như vậy nữa đâu. Không như vậy nữa. Tình cảm của anh đối với em chân thành tới như vậy mà em lại coi như lãng phí sao? Tôi không phải tên khốn.
Tôi không phải tên khốn. Tôi không phải tên khốn mà. Tôi không muốn giết cổ. Tôi không muốn giết cổ mà. Tôi không biết khi đó trong lòng đang nghĩ cái gì nữa. Tôi là cổ ép tôi. Tôi rất yêu cổ. Bên đó có rất nhiều chó. Chó tới cắn cổ. Chắc chắn cắn cổ. Cho nên tôi đã chôn cổ đi. Với chuyện này là do mẹ Huệ Phấn tặng cho cổ. Tôi không giữ được con người của cổ, nhưng ít ra còn có mặt dây chuyền này bên tôi. Nhưng mà tôi sợ bị người ta nghi ngờ. Tại sao chỉ có mặt dây chuyền là biến mất, nên tôi đã phải lấy hết tất cả tài sản ở trên người của cổ. Ngốc quá. Tôi thật sự quá ngốc. Tại sao không giáo quà cho Peter? Tôi không biết mình đang nghĩ cái gì nữa. John, bây giờ tất cả đều đã trở thành sự thật, anh tự thú đi. Không phải sự thật. Tôi không tự thú đâu. Tôi phải thi lấy bằng kế toán cho cổ. Lấy bằng kế toán đó. Alo, công nhân hả? Phải rồi. Anh đang đuổi theo John. Anh sẽ bị Hà Trạch Sương đưa đi rồi. Chúng tôi đang đuổi theo hắn nè. Bây giờ vị trí của anh ở đâu? Đợi lát nữa hắn nói nghe. Đại chiến Phạm đang ở Hoàng Đại Tiên. Tướng dịch đi núi đá. Có rồi, nghe thấy rồi, cảm ơn. Thông báo các đơn vị xe hướng vi phạm. Có một con tin ở trong đó, hãy giữ khoảng cách. Over. Khốn kiếp, đuổi theo không tha hả? Được rồi, tôi chơi với mấy người. Nghe, anh đi làm bẫy mà. Gọi về tổng đài, xe của nghi phạm đang hướng về phía xa điện, xin có người chỉ viện. Là anh ta. Bao tránh ra, cảnh sát thi hành công vụ đó. Bao tránh ra đi. Khốn kiếp thật. Công dân, bao lùi lại, chúng ta đi đường vòng. Không đủ kịp, đáng chạy mất rồi. Các anh theo tôi, tôi biết hắn ta đang ở đâu. Ờ. Là cô ép tôi. Đừng có trách tôi. John, bây giờ quay đầu lại vẫn không kịp đó. Không thể quay đầu nữa. Bây giờ chỉ có một con đường thôi. Nhất Chính, tôi đi qua phía bên đó. Chúng ta chỉ là ba nhóm lên núi tìm. Anh gia nhà mình đi bên đó, đổ thêm nhà bà đi bên kia. Yes, sir. Theo tôi. Yes, sir. Quỳ Phấn à, em sắp có bạn rồi. Anh đi qua bên kia. Ờ. Cô không phải là bạn tốt của Quỳ Phấn sao? Cô sẽ mau chóng được gặp cổ thôi. Đừng mà. Quỳ Phấn à, em đừng buồn. Có người tới với em rồi. Tôi cầu xin anh tha cho tôi đi. John à, cầu xin anh tha cho tôi. Tôi cầu xin anh đó John. Đừng mà. John, đừng. Kêu đi. Đừng mà. Kêu đi. Lớn tiếng lên. Vào rồi tôi không thể kêu được nữa đâu. Đừng kêu lớn lên đi. John, tôi xin anh tha cho tôi đi. Đợi lát nữa tôi không thể kêu được rồi. Xin anh đó. Kêu đi. John à. Kêu đi. Tha cho tôi đi. John, cứu mạng đi. Kêu đi. Cứu mạng. Nhất Chính. Đừng qua đây. Anh đừng có làm bậy. Đừng qua đây. Thằng có ý ra. Bỏ xuống xuống đi. Anh đừng làm tổn thương cổ. Bỏ xuống xuống bao.
đừng qua đây, bỏ súng xuống. Bỏ súng xuống đi. Thả tôi ra đi. Được, tôi hứa với anh. Anh đừng làm chuyện ngu ngốc với những từ đường đó. Anh bình tĩnh lại đi. Tâm sướng vô tội, anh thả cô ấy ra đi. Tôi thả cô ra hả? Đưa cho tôi bằng kế toán đi. Bằng kế toán đó, tôi muốn có bằng kế toán. Đưa cho tôi đi. Anh đừng có ngốc tử, Quỳ Phấn đã chết rồi. Thả tôi ra. Tôi gạt. Tại sao mới gạt tôi chứ? Tôi xuống đất rồi Quỳ Phấn. Tôi sẽ không để anh chết đâu. Đừng có buông tay. Bỏ tay ra. Mà cái anh ta lên đi. Bỏ tay ra. Đừng buông tay. Tôi sẽ không để cho anh chết đâu. Cô mặc kệ tôi đi. Đừng buông tay. Đừng buông tay mà John. Mà cái anh ta lên. Ở bên kia kìa. Hả? Sao, sao rồi? Đưa anh ta về đi. Dạ, dạ. Đứng lên. Đi. Cô không sao chứ? Hey, lại là cùng chung một mục tiêu. Có người xem rồi. Đi, đi thôi. Đây đã, chờ một chút. Cậu sao vậy? Không sao, thấy ác mộng thôi. Trời ơi, làm sợ chết được. Alo. Không sao, Lâm Xuyến cũng mơ thấy ác mộng. Phải đó. À, không nói chuyện với chị nữa. Tôi đi cô Lâm Xuyến cái đã. À, được, được, được. Sẽ gọi lại sau nha, hôm khác nói chuyện tiếp. Bye bye, bye bye. Đồ thần kinh. Mơ thấy gì vậy? Tôi mơ thấy mình và John cùng bị té chết. Trời ơi, đừng có nghĩ lung tung mà. Đầu óc của anh có vấn đề, cậu cũng điên luôn à. Anh không phải có vấn đề, mà là suy tình. Hy vọng anh ở trong tù đừng có tự sát. Trời ơi, các người đừng phiền tôi nữa. Mới bị Huệ Quyên làm phiền nè. Chị ta đột nhiên gọi tới, đùng đùng ầm ầm, không biết nói cái gì nữa. Chị nói sao? Chị nói Huệ Phấn ngốc, không có mắt, quen người bạn trai như John. Không những hại chết mình, còn hại chị ta bị John đánh đẻ đầu. Không biết có phải bị điên này, không? Có nhầm lẫn không vậy? Huệ Phấn cũng đã không còn nữa. Sao chị lại còn nói những lời này? Chị ta không có tình thân đâu, làm gì niềm tình chị em. Quỷ Phấn mới qua đời, chị ta mừng còn không hết. Nhà nè, xe nè, tài sản là của chị. Bảo hiểm cũng vậy. Để tôi coi chừng nào chị đi ăn mày đây. Tôi bỏ đi, đừng nghĩ nhiều nữa. Nè, mau ngủ đi, không sao đâu. Sao lại ích kỷ ngồi ăn cơm một mình vậy? Có phải là đã quên mất tôi là ân nhân cứu mạng của cô rồi không? Hình như còn một ân nhân nữa mà ha. Vậy có cần phải gọi người ân nhân đó cùng ra ăn bữa tối với anh đến không? Hả? Ba người cùng ăn với nhau cũng hay lắm đó. Có thể gọi thêm mấy món ăn mà. Anh yêu em. Anh mãi mãi yêu em. Leon yêu mày. Cái này toàn là trò con nít. Tôi còn có mấy tuyệt chiêu mà cô không biết đó. Nè, cái này chính là tâm sự của tôi. Lòng tôi quay cuồng. Cái gì? Tâm đang bối rối. Tâm sự trùng trùng. Chà, có nhiều chữ sai quá à. Anh tự mình xem đi. Nè, trước đây anh làm sao giúp người ta ghi chép? Tại tôi viết nhanh thôi. Thực sự viết sai rồi, gọi đó sĩ diện, không chịu nhận sai. Phải đó, lần này hai người thực sự là rất sai lầm rồi. Buổi trưa hôm nay lúc ăn trưa, có một đôi tình nhân ở trong công viên đã làm một chuyện rất là thiếu văn hóa. Là chuyện gì vậy? Không phải chơi đánh cận, mà là đấu chữ nghĩa làm bẩn bậc thang. Sau đó thì đã bị nhân viên quản lý phát hiện được và họ dọn vệ sinh cả công viên.
Chuyện này nghĩ rất là buồn cười đó. Anh Khai thực sự quá đẹp trai đó. Tôi nhìn thấy không? Anh Khai về rồi kìa. Về rồi hả? Sếp Chu à, có chuyện tôi gì nhìn thấy sếp trên TV đẹp trai lắm đó. Rất giống như viên điện ảnh nha. Vậy sao? Vậy ngày mai mỗi người một tấm hình được ký tên nha. Phải. Thật là giả vậy anh Khai? Anh thay đổi rồi, đổi sang khẩu vị mới. Thích các cô tóc ngắn đó nghe. Chuyện này sao cậu tinh ranh quá vậy? Làm gì sao không nhanh nhạy hả? Không phải đâu sếp à. Nè, tôi cho mọi người biết nha. Thưa ngài, này đó hả? Anh là người ồn ào nhất mà. Sao hôm nay thay đổi nhiều vậy? Ít cho Linda. Thưa ngài, cô là người nhiều chuyện nhất mà. Sao vậy hả? Các người đang nói gì với cậu ta vậy? Chú Thừa Khai, anh có thể tới phòng làm việc của tôi một chút được không? Nè, nói trước nha. Hình thì ngày mai mới có. Mỗi người chỉ được một tấm. Đủ rồi. Để Linh được một tấm là đủ rồi. Cô Châu à, sao lại nói vậy chứ? Tôi cảnh cáo anh, muốn chơi thì mời đi xa một chút, đừng có gẹo tiểu xuyến nha. Đổi nghề làm bảo mẫu từ khi nào vậy? Anh muốn tôi không quản, có lắm đó. Tiểu xuyến đơn thuần có lẽ là bị anh gạt, nhưng mà tôi thì không. Tôi sẽ không trừng mắt ra nhìn cậu bị anh đùa giỡn. Anh nhìn mình xem, Chu Tự Kha đúng thật là một con sói đội lốt cừu non mà. Câu nói này của cô tôi phải tìm phiên dịch tới giải thích mới được. Tức là nói anh háo sắc đó, hiểu chưa? Không ăn được nho thì chơi nho chua. Nè, anh đứng lại đi. Lúc nãy anh vừa mới nói cái gì? Tôi mà thích anh hả? Anh làm ơn soi gương đi. Miệng lưỡi ba qua mặt mày rẻ mạt. Tôi thích cái loại đàn ông danh sao? Không cần tiền cũng không có ai thèm. Ngay cả loại đàn ông miệng lưỡi ba qua mặt mày xấu xí như tôi đây cũng không thèm cô nữa. Coi lại cách ăn ở của mình đi. Anh chào mọi người. Chào. Chào. Nè Nhất Chính à. Hả? Rốt cuộc cậu có định đầu tư gì không? Đầu tư cái gì? Tôi đâu có biết kinh doanh đâu. Tôi muốn nói đầu tư vào cô Lâm Xuyên đó. À nè, đừng nói là cấp dưới không nghĩ cho cấp trên nha. Bây giờ Thừa Khai tích cực đầu tư đó, tới nỗi khó qua mặt được rồi. Cậu hoặc là dành mối lại, nếu không thì đầu tư vào chỗ khác, đừng có lãng phí thời gian nữa. Nè, những gì nên nói tôi nói hết rồi. Muốn quyết định thế nào là chuyện riêng của cậu nha. Ê, nói nhiều khác đứa quá. Cho ly cà phê đi. Sếp à. Hả? Thực ra một người phụ nữ thì chỉ cần chưa kết hôn thì ai cũng có quyền theo đuổi mà ha. Đúng vậy, anh này cứ đem việc đua ngựa ra nói đi. Chỉ cần chưa có chạy tới đích thì chưa biết là ai thua ai. Có khi nó còn lội ngược dòng, chân khập khiễng nhưng mà lại về nhất đó. Suốt cuộc các anh muốn nói cái gì đây? Chúng tôi muốn nói là xem mấy cái thư người vợ gì gì đó vô ích thôi. Vô ích thôi. Cần phải hành động thực tế đó. Hành động đó. Các anh đừng nhiều chuyện có được không? Được, vậy thì nói chuyện nghiêm túc với anh. Chúng tôi sẽ lên kế hoạch bắt tội phạm. Nè, thực ra chúng tôi lên kế hoạch cho những chuyện khác cũng rất là ngon lành đó. Nè, tôi phải qua bên đó mua chút đồ. Ngày mai gặp nha, bye bye. Bye bye. Cô Xuyến. Chào. Chào. Tan sở rồi. Anh nói coi. Anh đừng có nói với tôi, đúng lúc anh lái xe ngang qua đây thì sẽ hết xăng đó nha. Thật ra là tôi cố tình đợi cô Tăng sợ đó. Tôi xa vào lưới tình, em ở ngoài lưới nhìn, sao chẳng giải thoát cho tôi. Cảm thấy ngọt ngào, cảm thấy kia nữa. Các người có xe của tôi là karaoke hay sao vậy? Hả? Không phải đó đi vui vẻ sao? Nè, rốt cuộc đi đâu vậy chứ? Chạy hết với dòng rồi đó. Sắp rồi mà, chạy hết kia trước kìa. Tôi có chút chuyện muốn nói với cô. Cô bấm cơm đi. Nè, nè em chứ. Cô Lâm, sao trùng hợp vậy? Nè, cũng đi ăn cơm hát karaoke đi. Đi thôi, hát karaoke đi, đi thôi. Đi đi. Ê, cạn ly. Cạn ly. Hát nghe được lắm đó. Cạn ly đi, cạn ly. Cạn ly đi. Thức ăn ở chỗ này chẳng ra làm sao cả. Cũng được mà. Ơi, tôi đã nói là tới nhà hàng khách sạn 5 sao mà. Anh xem ở đây ăn rác rưởi lại không có sushi. Nhất thời đi đâu đặt hàng chứ. Điều mà người ta đặt hết rồi. Có thức ăn thì bà ăn đi. Nè nè nè, ăn đây nè, đi. Đúng rồi đó. Nè, sushi ra rồi kìa. Mau lên, mau lên. Để tài lý giúp cho. Trời ơi, họ thiệt chẳng ra làm sao hết. Nhưng mà thường ngày họ không phải như vậy đâu. Thường ngày rất có kỷ luật đó. Nè, chị dâu cạn ly không? Sao tự nhiên anh Dân đi đâu mất rồi? Có thể là đi vệ sinh rồi. Cậu em à, cậu ở đâu vậy? Tôi tới rồi. Cậu tới đâu rồi vậy? Ở đằng sau anh nè ngốc. Ê, sao chậm dữ vậy? Cậu thua hết một hiệp lớn rồi đó. Mau đi. Điện nhỏ tôi, xem tôi nè. Mau mau mau.
cẩn thận hàng qua bên này ngồi nè. Có chỗ mà ngồi. Em như vậy không đúng rồi. Karaoke ăn buffet cũng không gọi anh đi cùng nữa. Có chỗ mà cứ ngồi. Cô ngồi lên cái gì được kìa. Cái gì? Để tôi xem coi. Không có gì, không có gì. Ngồi. Mà ngồi luôn đi. Nó muốn chết à? Nè. Trước đây anh là ở bên khoa tình báo hả? Tôi. Không có. Lỗ tai của cậu cũng thính thiệt đó. Phải nói là mũi tôi thính, mùi giấm nồng như vậy còn không mau tới sao? Đây, sushi đây. Nè. Tới rồi. Thiệt là ngốc quá trời. Xem ra chúng ta phải nói rõ ràng trước rồi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nè anh bạn à, cậu không phải lần đầu tiên chứ. Nè, bây giờ ý trời sắp đặt như vậy tôi cũng hết cách rồi. Nè, lần trước tôi từ bỏ comment, lần này tuyệt đối không từ bỏ đâu. Tôi cũng không từ bỏ. Cậu rõ ràng là giành với tôi mà. Cũng quen rồi mà, ra quy tắc đi. Được, quy tắc cũ, cạnh tranh công bằng. Không được cho Lâm Xuyến bất kỳ áp lực gì. Không được dùng thủ đoạn. Không được cố tình làm đối phương tổn thương. Sinh nhật của Lâm Xuyến phải cùng ăn mừng. Nhưng mà sinh nhật của chính mình có quyền ăn mừng riêng với cổ. Được, tạm thời thỏa thuận vậy đi. Nói như đinh đóng cột. Ý, thì ra mấy cậu thay đổi bạn gái cũng dân chủ tới vậy ha. Liên quan gì tới anh chứ? Nghe lén. Đạo đức giả. Tôi đưa cô lên nhà. Không cần đâu, tôi tự mình lên được rồi. Hai anh về nghỉ ngơi sớm đi ha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Nè. Hả? Lái xe đi. Điên rồi hả? Tôi may mắn quá. Con đang nổi cơn gì vậy? Tôi may mắn quá. Tôi tự mình cũng không tin là mình lại có tới hai người theo đuổi tôi. Thật sự là có hai người đang theo đuổi tôi. Hai người họ cùng theo đuổi tôi. Họ nói là cạnh tranh công bằng, sẽ không cho tôi áp lực để tôi có thể từ từ lựa chọn. Tôi trước đây trước giờ không hề tin người tốt được báo đáp tốt suốt ngày. Tôi chỉ là nói chuyện với mọi người. Bây giờ tôi mới phát hiện ra thì rau trời tốt với tôi như vậy. Ông trời có phải tốt với cậu mà đang đùa giỡn với cậu đó? Không phải đâu. Ông trời sẽ không đùa giỡn với tôi đâu. Thì là họ đùa giỡn cậu. Bởi vì cậu quá ngây thơ rồi. Alo. Alo, Tiểu Xuyên hả? Nhất Chính, chuyện gì vậy? Tôi muốn hẹn cô. Ngày mai ăn cơm tối cũng có đành. Được thôi, được, được. Ngày mai tăng sở tôi tới đón cô. Đang có điện thoại gọi tới, đợi chút nha, không nói nữa. Bye bye. Alo. Tiểu Xuyên hả? Tôi là Thư Khai. Thư Khai hả? Có chuyện gì? Muốn hẹn cô ngày mai đi ăn cơm tối. Ngày mai không được đâu. Hả? Vậy thì ngày mốt nha. Được đó. Vậy ngày mốt. Được, ngày mốt tôi tới đón cô. Ok. Bye bye. Chết rồi, cậu tiêu rồi. Vừa rồi mới nhắc, còn chưa nói xong thì lập tức cùng lúc người khác gọi điện tới. Làm gì có chuyện trùng hợp vậy? Cậu có phải là đùa giỡn cậu sao? Họ đối với tôi tốt như vậy, bị họ đùa giỡn tôi cũng cam tâm tình nguyện đó. Tôi chấp nhận. Tôi chấp nhận. Cứu mạng đi. Phải làm sao đây? Tôi đã hẹn tối ngày mốt. Tôi đã hẹn tối ngày mai. Công bằng ha. 孤枕夜深到凌晨若果痴心这么也叫安分是否这叫天意是会有快乐与不幸怎么我活自没觉醒过路人 Kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, v.v. cùng với những đặc quyền tương tự như Thành Viên Vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.